Mình chào quý cô chú ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Vũ ở làng hoa Sa Đéc nha quý cô chú. Hôm nay có một số mặt hoa mẫu đơn. Và hôm nay có xuất hiện cái dòng mới là dâm bụp của Thái cánh kép nha quý cô chú. Sau đây gặp Văn Vũ để chi tiết cho quý cô chú mình xem tham khảo nha. Rồi, chào anh Thái ha. Chào mấy anh chị em đã ủng hộ em tiếp cái clip vừa rồi. Thì hôm nay chở vô vườn của em quay một số mặt hàng như bữa nay có về bông bụp Thái kép nha mấy anh em. Với cam Đài Loan, với là hồng phấn sữa, hồng phấn phấn tím, với hồng phấn lá chung, với một số mặt hàng khác nha mấy anh em. Thì đầu tiên là em lên cây bông bụp Thái. Đó, Thái kép ha mấy anh em. Nè, chỉ có một màu nha mấy anh em. Đó. Bông màu vàng cam ha. Dạ, quá trời đẹp mấy anh em. Kép nè quý cô chú, lên kép vậy nè. Cực nó kì. Hàng này là nó siêu bông dữ lắm nha mấy anh em. Coi nè. Chưa chơi mà nó ra nụ ra búp quá trời. Cao hàng mét tư nha mấy nè. Cây này rất là cao, tán ngang là 60. Một thân, một cốt chân dài ha mấy nè. Quanh thì 7 nha mấy nè. Rồi, lô này dao động cũng cỡ trạng vậy ha. Nói chung là 7, 7. Tàn. Tốt thân là 78. Quá trời đẹp mấy nè ơi. Rồi, một cây bông bụp Thái kép này em xin giao lưu là 350, mã số đầu tiên ha mấy anh. Rồi, 350.000 bao gồm phí ship. Bao phí ship cho mấy anh em luôn. Cây này rất là đẹp ha mấy anh. Đây, hoa nè quý cô chú. Rồi, mã số 2 nha mấy anh. Thôi ơi, coi trên nó lên hoa kìa. Kẹo quá chứ. Cái này là đi bông chuyền luôn quý cô chú. Bông chuyền luôn. Nè, nó búp coi nè. Cao cũng 1m4 luôn nha mấy anh. Tán ngang là 80. Điều một cốt hết ha mấy anh. Tốc thân hết. Quả này 6,5 ha mấy nè. Có khăn tới 80 đó mấy nè. Quá trời. Bút lên lên coi nè. Kẹo nụ quá chân. Rồi giá luôn. Rồi mã số 2 này cũng có giá là 350 ha mấy nè. Bên em bán đồng giá cho mấy nè dễ chơi ha. Rồi. Cây rất là đẹp nha mấy nè. Mã số 3. Đặc biệt cái dòng này là nhà Thái, từ Thái quý chú. Dòng Thái cái cánh hoa của nó kép đi lên vậy nè. Dạ. Bàn tay của mình luôn. Cao 1m34. Tán ngang là 73. Quành 7 nha mấy nè. Dao động là 6, 7, 8. Pháp thân là 85. Quá trời đẹp mấy nè ơi. Rồi giá luôn. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu 350.000 nha mấy nè. Tán đồng giá cho mấy nè dễ chơi. Thằng này nó siêu bông lắm ha mấy nè. Mã số 4 mấy nè ơi. Cây này đang đóng bút mướt còn nhiều nha. Quá trời, dữ lắm nhiều luôn á. Đây nè. Kẹo quá trời. Hết biết luôn. Này cao 1m27. Tán ngang là 65. Em để nguyên bầu nguyên zin nha mấy nè. Bình thân 6,5 ha. Khó khăn là 74. Quá trời đẹp. Rồi mã số 4 này cũng 350.000 mấy anh em ơi. Bụp Thái. À, số lượng em còn rất là nhiều nha mấy anh em. Số 5 cũng là nó mấy anh em ơi. Ồ, cái tông này cao ha. Mỗi tược là từ giá là mười mấy cái ha, hoa quý cô chú. À, mỗi một tược như thế này nè. Lên dài dài chuyền lên ngoài. Cao 1m43. Tán ngang là 75. Này quỳnh thằng 7 nha mấy anh em. Này rễ ra nè quý chú. Tóc thân là 93. Quá trời đẹp. Rồi giá luôn. Rồi mã số số 5 này có giá cũng 350 luôn nha mấy anh. Rồi. Cái dòng dâm bụp thường của mình đó thì cánh hoa nó cánh đơn quý chú ơi. Dạ. Này cánh kép nó lên. Rồi mã số rất là dày. 6 nha mấy anh. Quá trời đẹp. Ôi ôi cái hoa nó xệ cái đọt luôn nè quý chú. Cao 1m28. Cái ngang là 66. Cái này giống như là ba cái hoa nhập lại đó. Đây, bên đây một hoa nè. Quá trời đẹp. Rất là đẹp luôn. Quỳnh 6,5 ha mấy anh em. Cao là 74. Rồi mã số 6 này cũng 350 luôn mấy anh em ơi. Rồi 350.000 nha mấy anh em. Bao gồm phí đóng thùng gửi cho quý chú, phí dạ. Ship luôn nha. Mã số 7 mấy anh em ơi. Cao. Lô này cây nào cũng lên búp lên hoa chân nha quý chú. Về là có hoa hết luôn. Tháng là lúc nào cũng có hoa chứ. Giống như mẫu đơn vậy đó, là đi qua bông chuyền qua năm. Cao 1m44. Tán ngang là 65 nha mấy anh em. Bảy nha mấy anh em. Trời ơi, gãy ra nè. Có thân là 93. Rồi wow. Kẹo búp hết trơn luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi giá là số 7 này cũng 350.000 bao phí ship cho mấy anh em chơi luôn. Rồi. Màu hường hường cam cam nhìn rất đẹp quý chú. Dạ. Yeah. Số 8 nha mấy anh em. Này thì nó lên đang lên bông dữ lắm luôn.
đọt xanh mướt ha. Dạ. Cao 1m37, tán ngang là 62. Ừ. Một cốt thẳng như cây cơ. Dạ. Ờ, cây này có đế luôn. Bình 6 hả mấy anh em ơi? Đế nè. Khó khăn cũng là 90. Dạ. Quá trời đẹp. Rồi mã số 8 này cũng 350 nha mấy anh em. Rồi 350.000. Quý cô chú mình dưới cây nào thì cứ liên hệ nhà vườn gửi cây tặng nhà cho quý cô chú mình luôn. Cây này quá trời bốc nè mấy anh em. Tài cành tứ diện ha. Dạ. Cao 1m36, tán ngang là 71, hoành thân 6,5 ha mấy nè, khó khăn là 76 luôn, quá trời đẹp. Rồi giá luôn. Rồi mã số 9 này cũng 350 nha mấy nè, em lên đại khái 10 cây cho mấy em 56 nha, vườn em còn số lượng rất là nhiều ha mấy nè. Mã số 7, ủa mã số 10, cao 1m30. Tái ngang là 70. Bông nè mấy nè. Quý chú mình thấy bông này nó chưa gớt mà nó nở cái bông này tiếp tục rồi, bắt đầu nó lên dài dài, nó nở dài dài ra. Dạ. Quanh thân 6,5 ha mấy nè. Có thân là 76. Rồi mã số 10 này có giá cũng 350.000, bao cái ship cho mấy anh em chơi đây nha mấy nè. Trả lại hồng phấn sữa nha mấy nè. 11. Mới đất hàng mới về được, không có nhiều cây chân mấy anh em ơi. Cao 1m06, tán ngang là 60 nha mấy anh em. Cây này hồng phấn sữa dòng mới. Thì quý cô chú mình muốn cái cây này đẹp thì mình về mình con cái tàn này là thành một cái cây tàn tròn vo luôn. Dạ. Rồi hoành thân là 7,5 nha mấy anh em. Cũng như là có thể 8,9 gì đó. Này thân cân tắt đi. Dạ. Rồi chung. Mã 11 này có giá 400.000 mấy anh em ơi. Rồi hồng phấn sữa. Dòng này đột biến màu từ hồng phấn siêu bông lá trung nha quý cô chú. 12 nha mấy nè. Cái này thì tàn thông ha. Cao 1m28. Tán ngang là 66. Quanh là 8 nha mấy nè. Có thằng phấn chắc luôn. Rồi, giá luôn. Rồi, mã 12 này có giá cũng 400.000 nha mấy nè. Bao ship cho mấy anh em chơi luôn. Rồi mã 13 nha mấy nè. Phấn sữa này có đế ha. Cao 1m11, tán ngang là 67. Rồi xây cái hoa ra. Đây cái hoa quý chú. Còn hàng chính nha mấy em. Đây đế nè. Đế tứ này diện cho nha. Đế dữ lắm. Có thằng phấn trên tắt ha. Rồi giá luôn. Rồi mã 13 này có cái giá 400.000 luôn mấy em ơi. 400 này em bao cái ship cho mấy em chơi luôn. Em về không có nhiều nha mấy em. Mã 14 nha mấy nè. Cây này thì về quý chú mình nuôi tàn thông nha. Dạ. Kê lại cái nữa là tàn thông tính mít. Cao 1m15, tán ngang là 60. Phấn sữa. Quỳnh thân 9 nha mấy nè. Thân thẳng cắt máy đi. Cắt đi. Rồi giá luôn. Mã 14 này có giá cũng 400.000 nha mấy nè. Rồi mã 15 mấy nè em ơi. Cây này đẹp ha. Cây tốt lên cái lá hết. Cao là 82, tán ngang là 57. Đó, bự quá trời bự. Đang cái heo nhỏ nhất cho mấy anh em, hoành thân 7,5 ha, hốc thân phẳng tắt ha. Rồi cây này nhỏ bán heo nhỏ mấy anh em ơi, mã 15 350.000 mấy anh em ơi. Rồi. Mấy bán xả cho mấy anh em chơi. Rồi mã 16 nha mấy anh em. Cao là 94. Tán ngang là 65. Bông rất là to nha quý cô chú. Bông to nha, bằng cỡ hồng phấn lá chanh của mình nha. Hồng phấn siêu bông á. Hình thân 9 nha mấy anh em. Thằng phân tắc luôn nha. Rồi mã 16 này cũng có giá 350.000 mấy anh em ơi. Rồi, dòng lá này thì có 3 màu. Dạ. Trắng, hồng phấn và hồng phấn sữa. Dạ. Rồi, cây này chuẩn bị nha mấy anh em. Cao 1m1. Tán ngang là 56. Đọc lên nè. Đọc lên dữ lắm luôn mấy anh em. Cây này đều có đế hết trơn quý chú, chưa xịt. Để thất thân cũng cỡ một trạng. 8,5 nha mấy nè. Có đế nè. Rồi giá luôn. Rồi mã 17 này có giá cũng là 350.000 ha mấy nè. Tiếp theo. Rồi mã 18 trở lại trắng lá chung nha mấy nè. Anh em ha, chung họ. Dạ. Cao là 91.
tải ngang là 66. Dòng rắn nói chung là nó hay chạy sọc hồng trên cái cánh vậy nè quý chú nè. Cái sọc hồng. Hoành thân là 8,5 nha mấy anh em. Khoảng 2 tấc đi. Rồi mã 18 này có giá 400.000 nha mấy anh em. 400.000 bao cái ship cho mấy anh em luôn. Rồi mã 19 nha mấy anh em. Vẫn là trắng lá trung. Trắng lá trung. Này cao 75 nha mấy anh em. Trắng tinh khiết luôn quý chú. Tải ngang là 70. Quá trời kẹo bóp luôn mấy anh em. Hoành thân 8,5 ha mấy anh em. Đây này thân hay lắc ha. Dạ. Rồi, giá rồi mã 19 này có giá 400.000 luôn mấy anh em. Mã số 20. 20, tím sen lá chung nha mấy anh em. Đang cây tàn cũng đặt kẹo ở trên. Cao là 90. Tay ngang là 84 mấy anh em ơi. Một cốt. Có thân ha mấy anh em. Thân hay lắc. Nguyên thân 9 nè. Có thân là 30. Rồi mã 20 này có giá cũng 350 mấy anh em ơi. Bán xả cho mấy anh em chơi. Rồi mã 21 nha mấy anh em. Có cái bông này mấy anh. Vẫn là tím sen lá chung. Cao mét 11. Tay ngang là 95 nha mấy anh. Màu tím sen gực gỡ ha. Dạ. Hoành thân 8 ha mấy anh. Tóc thân 17. Rồi mã 21 này cũng có giá 350.000 mấy anh em ơi. 350 là bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn. Rồi. 22 nha mấy anh. Vẫn là tím sen lá trung. Ok tàn đặt kẹo chân rồi. Cao là 97. Tán ngang là 75. Hoành thân 7,5 ha mấy nè. Thấp thân hơi cao. Thấp thân 37 nè. Rồi mã 22 này có giá 350.000 luôn mấy anh em ơi. Trở lại là mã 23. Đơn nhung lá nhựa nha mấy nè. Ở nhung lá bóng. Rồi nó lên kẹo quốc hết trơn à. Cao phép 24. Tán ngang 100. Tay cành gom ha. Dạ. Hoành thân là 9,5 ha mấy nè. Chạy này chưa khui đế. Hoành thân là 44. Mã 23 này có giá cũng 400k mấy anh em ơi. 400 là bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn. Đây này thằng lắc. Mã số tiếp theo. Dạ. Ôi cái phần tàn. Hết biết cái phần tàn. Nhung lá nhựa nha mấy anh. Rồi lên hoa nào quý cô chú. Kẹo hoa chứ. Cao 1m22. Đặc biệt cái màu đỏ rất là ngọt. Tán ngang 1m17. Đỏ tươi. Dạ. 11 oanh nha mấy anh. Thân lắc. Tốt thân là 57. Chi cành gom luôn. Rồi giá luôn. Rồi mã 24 này có giá cũng 400k nha mấy anh. 400k bao cái ship thì mấy anh em chơi luôn. Tiếp theo. Mã 25. Trắng lá nhỏ. Dòng này rất là ít nha quý vị chú. Rất để là khó tìm nha. Vậy. Cao là 66. Tán ngang là 50. Vàng với đỏ lá nhỏ thì quý chú với hồng phấn thì quý chú mình thấy giao lưu thường ha. Nhưng mà dòng trắng lá nhỏ này thì rất là ít. 11 bình gửi nha mấy nè. Này đế còn sâu nha. Đáng lẽ còn sâu. Có khoảng tắt gửi đi. Rồi giá luôn. Rồi mã 25 này có giá 350.000 mấy nè ơi. Rồi mã 26 nha mấy nè. 25, 26 con cặp ha. Kẹo úp hết trơn ha. Dạ. Yeah. Cao là 83 chạy sọc hồng luôn. Tán ngang là 42. Đây đây cây này chạy sọc hồng luôn nè. Thắng mà chạy sọc hồng. Còn thân 9,5 nha mấy nè. Cái đế này còn sâu luôn nha quý chú. Rồi giá luôn. Rồi mã 26 này cũng 350.000 luôn mấy anh em ơi. Thích cây nào lấy cây đó ha. Rồi mã 27 mấy anh em ơi. Cây trang sen xưa. Sen xưa. Rồi cái búp nó giống như hoa mũ quý chú. Cao 1m27. Tay ngang là 60. Búp tròn ha. 18. Cánh hoa thì nở ra tròn luôn. Cây này già nha. Cây này hàng khai thác nha quý chú. Dạ. Nguyên con thú đang nằm luôn. Quanh 11 quanh. Đây đây rễ nó xì ra nè. Cây này cứ thấy già già vậy nó rất là khỏe nha. Dạ. Thân 60. Rồi giá luôn. 27 này bữa nay bán giá 300.000 luôn mấy anh em ơi. Rồi. 300.000 là bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn. Rồi 28 nha mấy anh em. Vẫn là trang sen xưa, cây này rất là già nha quý chú, này hàng khai thác. Lắm cao 1m14, tán ngang là 70 nha mấy nè. Già giống như kiểu già mà nhỏ con. Quỳnh 10,5 nha mấy nè. Này cái đế còn sâu nha, chưa khui nè, rễ ra. Tốt thân là 40.
Rồi mã 28 này có giá 300 ngàn luôn mấy anh em ơi. Bao rồi. Ship cho mấy anh em luôn. Mấy anh em bán đồ là không tới 500 ngàn nha mấy anh em. Rồi. Cam Đài Loan. Hàng này phần là mấy anh em ơi. Một bữa nay một tháng rồi. Này chắc ra gửi gửi nhiều rồi. Cam Đài Loan. Cao 1m38. Tán ngang là 90 nha mấy anh em. Dòng này hoa cánh to và cứng à. Tay cành cây này gom. Bữa nay xì luôn rồi. Xì một. Rồi quanh 11 nha mấy anh em. Cái này thần có đế nha quý chú đây. Đế nè. Khó khăn là 80. Rồi mã 29 thì có giá 450 ngàn hay mấy nè. 450 ngàn, bao cái ship cho mấy em chơi luôn. Rồi mã 30 mấy em ơi. Ôi quá trời. Cao 1m3. Tán ngang là 1m. Để tử diện luôn nha mấy nè. Đế như cái trong trống ha. Quanh 11 ha mấy nè. Đây nè, đế nè. Cũng xây 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 giống như cái trong trống này của chú này nè. Khó khăn là 69 nha mấy nè. Rồi. Mã 30 này có giá là 450 ngàn luôn. Bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn. Rồi mã 31 mấy anh em ơi. Khó khăn cây cơ gì. Cao 1m38. Tán ngang là 67 nha mấy anh em. Dọc này hoa đúng sức, nó rất là to nha. Dạ. Ok, đó cái eo nhỏ nhất tiền nha mấy anh em. Cây này cái đế nôm luôn. Đây cũng nôm á. 9,5 nha mấy anh em. Này cái đế nè, ngoằn. Cũng muốn tứ diện luôn nha. Khó khăn là 82. Rồi mã 31 này có giá cũng 450 ngàn, bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn nha. Tiếp tục mã 32 mấy anh em ơi. Ồ, đây đây xài giáp cái hoa nè, nhìn rất là đẹp quý chú, không thấy cái chân cao hoa. 32 tán ngang là 73. Cây nào cũng có đế hết nha. Cây nhỏ nhất đi mấy anh em, quần thân 9 ha mấy anh em. Cây nào cũng có đế hết nha. Khó khăn là 71. Rồi mã 32 này có giá cũng 450 ngàn nha mấy anh em. Ăn rất nhẹ ha, đẹp lắc lượng. Rồi mã 33 trở lại chăn đỏ lá nhỏ nha mấy anh em. Tàn nón. Hàng này thần khoảng được hơn 15 bữa rồi mấy anh em ơi. Cao 1m08. Tán ngang là 78. Nó dài lắm, già nha mấy anh em. 14 phần rưỡi ha mấy anh em. Khó khăn 20. Rồi mã 33 này em xin giao lưu là 450 ngàn mấy anh em ơi. Rồi. Lô này rất là già cây rồi quý chú. Rồi mã 34 nha mấy anh em. Chẳng là đỏ lá nhỏ tàn nón luôn. Dạ. Cao 1m2. Tán ngang là 75. 14 quành ha mấy anh em. Quá trời già. Cái cành thứ nhất là 18 nha mấy anh em. Rồi mã 34 này có giá 450 ngàn luôn mấy anh em ơi. Hàng thần 15 bữa nha mấy anh em. Rồi, mã 35 nha mấy anh em. Tàn nón rất là mịn ha. Cao 1m16. Tán ngang là 81. 13 hoành ha mấy anh em. Khó khăn khoảng một tắc đi. Rồi, mã 15 này có giá cũng là 450 ngàn. Ủa, mã 35 nha mấy anh em. 450 ngàn. Rồi mã tiếp tục mã 36 nha mấy anh em. Đó là nhỏ mà lên hoa rồi là nói chung là gỗ rồi một cái là chị không nói với chú ơi, nó đỏ rực. Này đang lên kéo búp. Cao 1m22. Tán ngang là 83. Này có con cao. Quá trời. Đò trên lên nu luôn ha. 12 bình rưỡi lo heo nhỏ nhất nha mấy anh em. Khó khăn là 20. Rồi mã 36 này có giá cũng là 450 ngàn, bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn ha. Tiếp tục mã 37 mấy anh em ơi. Hồng phấn siêu bông. Hồng phấn siêu bông, siêu phấn lá chanh. Cao là 93. Tán ngang là 71. Rồi, cái này khó khăn cao hả mấy anh em. Quanh 11, 10,5 hả mấy anh em ơi. Khó khăn là 34. Rồi mã 37 này có giá 400k nha mấy anh em. 37 hồng phấn lá chanh 400k. Rồi mã 38 cũng vậy nha mấy anh em. Này lên kẹo bóp hết trơn mấy anh em ơi.
cao là 82, bán ngang là 68, 11 phần gửi nha mấy anh em, tóc thân là 31, rồi mã 38 này cũng có giá 400k nha mấy anh em. Rồi tiếp tục mã 39 nha mấy anh em. Cái này phơm tàn tròn và thoát thân thoát nha. Dạ. Cao là 97, tán ngang là 66 nha mấy anh em. Quần thân 10 rưỡi ha mấy anh em. Này chưa khui đế nha. Dạ. Thoát thân là 42. Này, cây trên chậu nè, ghế nó ra rồi quý chú, trắng nè. Rồi mã 39 này có giá cũng 400k nha mấy anh em. 400 này em bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn. Rồi mã 40, hồng phấn phất tím, cây này già dữ lắm, già mấy anh em ơi. Phất tím nha mấy anh em. Phơm rất là kẹo ha. Dạ, cao là 85. Tán ngang là 70. Phất tím nha mấy anh em. Ồ, cũng già. 14 hoành nha mấy anh em. Chưa khai thác cái nồi này nữa ha. Đã thăng khoảng 20 đi. Dữ lắm già. Rồi mã 40 này có giá cũng 400k mấy anh em ơi. Rồi mã 40 này cũng là cuối clip của em ha. Cũng chân thành cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ em clip rồi. Cũng mong mấy anh em ủng hộ em clip này nhiệt tình ha. Rồi chân thành cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Yeah. Rồi hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Trong vườn thì số lượng cây thì phải nói là rất là đa dạng nha. Quý chú nào cần nguồn nào thì cứ liên hệ nha. Vàng lá nhỏ nè, vàng hường đỏ lá nhỏ rất là nhiều. Rồi, không thấy TV, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý chú nha.